và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Trời hôm nay hơi bị lạnh ha. Rất là lạnh luôn. Lệ Phương thấy lạnh thì lạnh mà đứng mưa, mưa thấy nó ướt át khó chịu ghê luôn. Nhưng mà hôm nay cả một ngày là 100% sẽ mưa. Cho nên hôm nay chúng ta ngồi trong phòng thu âm là ấm nhất. Thôi đừng xa ta. Rồi hôm nay mình học về chủ đề là những cái câu chào hỏi thường gặp. Thông thường Thúy Anh gặp bạn bè câu hỏi đầu tiên là gì? Thường câu đầu tiên sẽ không phải là câu hỏi mà là hào chủ bù chiên. Hào chủ bù chiên. Nếu như là bạn lâu rồi không gặp. Còn nếu như mà câu hỏi thì cũng ít khi nào hỏi. À, chơi chinh dẫn dạng. Chơi chinh dẫn dạng. Có nghĩa là gì? Chơi chinh dẫn dạng tức là dạo này sao rồi? Dạo này như thế nào? Còn Lê Phương thì hỏi, nì chứ là mà? Nì chứ là mà? Bạn ăn cơm chưa? Lê Phương thấy người Đài Loan cũng thường hỏi câu này hả? Đúng rồi. Thì anh nhớ là trước khi mà tới Đài Loan du học á, trong một cái quyển cẩm nang nói về văn hóa Đài Loan thì trong đó có một câu là câu mà người Đài Loan thường hay nói nhất, đó là chả ba bưởi. Tức là bằng tiếng Đài là nì chứ là mà? Người Đài Loan lúc nào cũng chào hỏi bằng câu là bạn đã ăn chưa? Cái điểm này giống người Việt Nam mình. Như hả? Người Việt Nam thường thấy cái mặt cái hỏi ăn cơm chưa bất kể là cái thời gian chẳng hạn như buổi tối, nhưng mà hơi trễ cũng hỏi tại vì một cái câu hỏi thăm thôi mà. Rồi thì hôm nay mình đưa ra những cái câu rất là đơn giản mà cũng thường hỏi thăm tùy văn, hỏi thăm đối phương để cho các bạn có thể học và mai mốt gặp nhau thì chào hỏi những câu như thế này. Câu thứ nhất thì như hồi nãy Lê Phương nói đó là nì chứ là má, nì chứ là má, bạn ăn cơm chưa? Chứ có nghĩa là ăn. Là má tức là chưa. Nì chứ là má hoặc là nì chứ là mày, bạn ăn cơm chưa? Hoặc là trong trường hợp nếu như mà có một cái thời gian nhất định, ví dụ như buổi sáng, buổi trưa, buổi tối thì mình cũng có thể là chứ, đằng sau chữ chứ mình sẽ thêm là chào chán, ủ chán hay quản chán. Thì là nì chứ chào chán là má, nì chứ ủ chán là má, hoặc là nì chứ quản chán là má. Đây là dùng trong trường hợp là có một cái thời gian nhất định. Và câu hỏi thứ hai cũng giống như hồi nãy Thúy Anh nói là Thúy Anh sẽ hỏi bạn Thúy Anh là dạo này như thế nào rồi, thì mình cũng có thể hỏi là nì hái hò ma, tức là bạn vẫn ổn chứ. Hái hò ma, nì hái hò ma, bạn vẫn ổn chứ. Rồi ní zǎ mě le, ní zǎ mě le là bằng sao vậy. Cái này là đôi khi mình thấy bạn mình cái mặt nó buồn á, buồn hiu không biết chuyện gì thì hỏi ní zǎ mě le. Trong trường hợp nếu như là buồn á thì cái câu hái hò ma cũng có thể dùng được. Chẳng hạn như nhìn mặt người ta buồn đó là bạn vẫn ổn không, bạn có ổn không, hái hò ma. Rồi câu kế tiếp là zuì jìn máng shěn me, zuì jìn máng shěn me, câu này có nghĩa là gần đây bạn đang bận việc gì. Máng là bận biểu, mắng lụ là bận biểu, zuì jìn là gần đây, cho nên zuì jìn máng shěn me là gần đây bạn bận chuyện gì, bạn bận việc gì. Ngoài ra cũng có thể hỏi bạn bè công việc có thuận lợi hay không, thì có thể hỏi bằng tiếng Hoa là như thế này: công tác hài xuân lì ma, công tác hài xuân lì ma, tức là công việc vẫn thuận lợi chứ. Công tác là công việc, xuân lì là suôn sẻ, thuận lợi, còn ma là từ nghi vấn ha. Hỏi công tác thì làm nhớ tới rất là muốn tăng ca cho nên mình hỏi là xa ban lờ ma, xa ban lờ hoặc là xa ban lờ ma. Thì xa ban là tăng ca hoặc là tăng làm. Thì xa ban lờ ma là bạn đã tăng ca chưa? Còn khi mình nói đôi lúc xa ban lờ, nếu mà cái từ khẳng định là tăng ca rồi, tăng sở rồi. Còn đôi lúc xa ban lờ là một cái câu hỏi ở đằng sau. Bạn đã tăng ca rồi sao? Trong trường hợp là mình chưa tăng ca nhưng mà người ta đã tăng ca rồi. Xa ban lờ. Mình đang chăm chú làm thấy người ta cầm cái túi sách là bắt đầu xa ban lờ. Thật giác hả? Rồi còn nếu như mình đi ra ngoài đường, mình thấy bạn bè thì hỏi bạn đi đâu vậy, thì tiếng Hoa là nǐ xì nǎ lǐ ạ. Nǐ xì nǎ lǐ là bạn đi đâu. Còn nếu như mà thêm cái ngữ khí từ nǐ xì nǎ lǐ ạ, bạn đi đâu thế. Xì là đi, nǎ lǐ là đâu, xì nǎ lǐ là đi đâu. Rồi hồi nãy là những cái câu hỏi, thì bây giờ mình cũng có thể nói một số câu thường gặp, câu xã giao thường gặp. Chẳng hạn như là mình gặp một người bạn lâu rồi mình không gặp, mình khen bạn ấy đẹp
你越来越漂亮了，你越来越漂亮。 越 lại越là một cái cụm từ dùng để thể hiện sự tăng tiến, tức là càng lúc càng. Phiêu liang là chắc cái từ này chắc rất là nhiều bạn nữ hoặc là các bạn nam có thể cũng rất là thích cái từ này đó. Xinh đẹp, phiêu liang. Ủa, mình có khen nam là phiêu liang hả? À, bây giờ là chúng ta xã hội tính xã hội chúng ta bây giờ chấp nhận những cái từ khác nhau để mà miêu tả về giới tính khác nhau. Cái này thì cũng thường xuyên nói đi ha, ai cũng thích nghe cái lời tốt đẹp mà. Trời ba giao thể đi. Còn nếu như giống như mình đang ăn uống với bạn bè mà mình muốn đi về trước, hoặc là mình đang đi làm mà mình đi về trước, thì mình có thể nói là 我先走了，我先走了, tức là mình về trước nhé, mình đi trước nhé. 走 là đi, còn 先 là trước. Rồi nếu như mà mình đang nói chuyện, đang trò chuyện mà tự nhiên cái mình bận, mình phải làm một việc khác, thì mình có thể nói hôm khác nói nha. Thì mình nói là cải thiên zài liao. Cải thiên zài liao. Cải thiên là bữa khác, hôm khác. Zài ở đây là một lần nữa. Chữ zài là chữ tái trong tiếng Hán Việt. Liao là nói chuyện, trò chuyện, liao thiên. Cho nên cải thiên zài liao là hôm khác mình lại nói chuyện. Thường là câu này thì anh sẽ dùng trong những cái trường hợp chẳng hạn như đang chat với bạn bè, nhưng mà chat giữa chừng thì phải làm việc khác, thì sẽ nói xin chào cải thiện giải liệu. Mai mốt tám tiếp. Mai mốt tám tiếp. Rồi thì hôm nay mình học 10 câu thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, trong những lúc chào hỏi thì Lê Phương thấy câu nào cũng rất là quan trọng, và nhất là cái câu nỉ duyên lại duyên phèo liền. Thì em thích câu này với lại với khởi ai hơn. Chứng tỏ là mình còn trẻ. Rồi thì hôm nay mình học ngang đây. Các bạn nếu mà muốn học thêm những cái câu nào, hoặc là muốn biết thêm những cái chủ đề nào, thì có thể viết thư cho Lệ Phương với Thúy Anh nha. Hoặc là nếu như mà câu nào bạn thường xuyên nói nhưng mà nãy giờ chưa có nhắc đến, thì các bạn cũng có thể comment bên dưới. Các bạn nó còn nhiều lắm. Viết mỏi tay thôi, 2-3 câu cũng được, không có cần nhiều. Rồi mình chào tạm biệt nha. Bye bye.